Sau này, đây này, sau khi các em coi xong, nghe gì hả? Nói này, im lặng này. Sau khi phao đi lông sau, khô sạch sẽ rồi, thì mình làm chi nữa? Các, đợt sau đó là mình xếp lại gọn gàng hay chưa? Mà cách mình phải xếp lại gọn.